Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 186 của truyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. 1381-1382 Thiên đạo thư viện tấn cấp Phần thượng Lần này là đến phiên trường huyền bối rối Hắn vẫn luôn nghĩ hai từ tuổi tác Tương đương với hắn chỉ là một học sinh Còn nằm mơ cũng không nghĩ tới Tại sao lại là lão sư từ tổng bộ tới được Mới vừa nói nàng ấy xấu xí Nháy mắt bây giờ người ta liền xuất hiện bên cạnh Trường huyền lại không khỏi xấu hổ Nói thật nếu như mà lạc nhược hy xấu xí một chút Vậy thì nói chỉ sợ cũng không có người nào đẹp được mặc dù không biết dùng phương pháp gì mà ngụy trang để cho người ta thoạt nhìn lại không kinh diễm đến như vậy nhưng mà đã ngụy trang qua cũng là mỹ nữ trong trăm có một không kém gì đám người triệu nhã chút nào nhất là về khí thế siêu nhiên thoát tục ở trên người để cho người ta nhìn một cái liền rơi vào bên trong khó có thể tự kiềm chế thấy cái tên gia hỏa đần độn này không biết phải làm sao lạc nhược hy lại cười cười cũng lại không trả lời nữa thân thể nhảy lên rơi vào bên trong đài ồ đẹp thật đó Đúng rồi, loại dùng mạo như thế này, trên hoa khôi bảng của học viện, khẳng định cũng sẽ có thể xếp thứ nhất rồi. Đệ nhất sao? Đệ nhất rất là khó, ta là người yêu Nghiệt hội, ta lại vẫn cảm thấy yêu yêu tỷ tỷ là xinh đẹp hơn. Nhưng mà trái lại ta lại cảm thấy đồng hân học trưởng mới là đẹp nhất. Nhưng mà ta lại vẫn ưa thích nhất là Phi nhi công chúa, học trường ta lại cảm thấy cua không có được, nàng ấy vẫn là có khả năng hơn. Cái gì? Người muốn theo đuổi Phi nhi công chúa? Ôi, nằm mơ đi, người không thấy hình viễn đuổi bao nhiêu lâu đó cũng lại không có cách nào sao? Nói thật, ta lại vẫn cảm thấy lạc thất thất rất là có hương vị, nhưng mà đáng tiếc nàng ấy có vẻ hơi ghét ta. Nhìn thấy lạc nhược hy ở trên đài, phía dưới không khỏi xôn xao. Nghe được có mỹ nữ lão sư tới công khai khóa, không ít lão sinh đều đi tới, trước mắt lít nhà lít nhít, từng người hưng phấn thảo luận. Học viện cũng có không ít mỹ nữ, mọi người lại thậm chí làm ra hoa khôi bảng, tiến hành bình xét nhưng mọi người đều có yêu có ghét, ai là đầu tiên tranh luận rất lớn, một mực không có kết luận được mà thôi. Tại hạ Lạc Nhược Hy là lão sư học viện vừa tới. Không để ý tới phía dưới thảo luận, Lạc Nhược Hy lại nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm mang theo mị lực đặc thù, khiến cho người ta rất say mê. Tiếng ồn ào và huyên náo xung quanh lập tức an tĩnh. Nội dung công khai khóa của ta là ở hợp linh cảnh làm sao lại có linh nhục hợp nhất. Hợp linh cảnh bắt đầu tu luyện linh hồn, tu luyện vô ý, rất dễ dàng xuất hiện hồn thể tách rời lực lượng không cách nào có thể phát huy tới cực hạn được thanh ngầm nữ hài lại vang lên trường huyền nghe một hồi nhịn không được cũng bội phục không hổ là danh sư từ tầng bộ đi tới mặc dù là nội dung giảng giải phổ thông nhưng mà hết sức chính xác nhắm thẳng vào trong đại đạo ngay cả hắn cũng lại không tìm ra một chút nào vấn đề khó trách lúc trước hồn phách cùng với thân thể của hắn xung đột lại có thể dễ dàng như trở bàn tay giải quyết được lý giải đối với linh lực so với hắn hiện tại cũng lại không hề yếu hơn vậy thì quả nhiên rất là đáng sợ. Hắn là sưu tập vô số bí tịch tạo thành thiên đạo công pháp, tương xứng với mình, xem ra lạc nhược khi này không có đơn thuần là danh sư lục tình, khẳng định tiếp thu qua danh sư tốt hơn chỉ điểm. Nếu như không, không có khả năng bằng chứng đó tuổi, liền lý giải hợp linh cảnh thấu triệt như vậy. Rất nhanh, một bài giảng đã kết thúc. Bài học hôm nay, liền nói tới đây thôi. Cuối cùng, nói một chút tiêu chuẩn thu đồ của ta. Thông qua ta đo, đo lường, vậy là được rồi. Không có thông qua, là một cái, lại cũng sẽ chẳng thu. Lạc Nhược Hy khoát tay áo. Thông qua đo lường, nhưng mà đo lường như thế nào? Phải rồi, xin Lạc Sư ấy chỉ ra rõ. Mọi người từ trong trạng thái giống như si như say tỉnh táo lại, biết lại có thể bái nàng ấy làm thầy để cho tu vi của mình tiến thêm một bước, trong mắt tất cả mọi người lại mang theo trở mong. Học thuộc lòng. Một canh giờ có thể đọc được một vạn quyển sách, ta sẽ thu hắn làm đệ tử. Lạc Nhược Hy nói. Một vạn bản. Tất cả mọi người lại nhoáng một cái, thiếu một chút nữa thì ngất đi. Coi như là bọn họ có bản lĩnh, khi mà gặp qua là không thể nào quên. Nhưng mà một canh giờ, đọc hơn trăm bản cũng đã quá lợi hại rồi. Một vạn bản sao? Lật lại cũng lật không kịp, làm sao có thể đọc được? Đổi lại là khảo hạch khác, hai ngày cố gắng một chút, có lẽ vẫn có thể làm. Chuyện này nhất định là làm không được. Cái khảo hạch này chỉ sợ chiều không tới một học sinh. Trường Huyền lại cũng ngẩn ngơ một canh giờ đọc thuộc lòng một vạn quyển sách mượn nhờ thư viện lại có thể tùy tiện làm được thực sự lại muốn học thuộc lòng khẳng định lại rất khó trừ phi ý thức được ở trong thư viện trong thư viện là lật sách là không cần phải tốn thời gian lại còn thêm ghi nhớ cũng lại nhanh hơn cả bên ngoài một canh giờ đã có thể làm được thậm chí lại còn càng vượt qua những người khác đừng có mà nói là những học sinh này coi như là thập đại trưởng lão lại có thể làm được hay không thì cũng lại chưa biết đưa ra điều kiện như vậy vậy chẳng lẽ lạc nhược hy này không muốn thu nhận học sinh sao Chu trưởng lão, chuyện này làm phiền người hỗ trợ xử lý đi." Nói xong, nàng lại nhẹ nhàng cười một tiếng, Lạc Nhược Hy từ trên đài cao nhảy xuống, lại đi tới bên cạnh Trương Huyền. "Đi thôi." "Ờ, à, ừ." Trương Huyền lại gật đầu, hai người lại sóng vai đi ra ngoài. "Tên kia là ai vậy?" "Không biết, hình như là tân sinh năm nay vừa tới." "Tân sinh? Tân sinh tại sao lại biết Lạc Sư được? Hơn nữa, nhìn bộ dạng quan hệ của hắn cùng với Lạc Sư đúng là không tệ." Không biết. Tại sao không phải là ta chứ? Nếu mà là ta thì tốt rồi. Đó là trường sư đó. Không hồ là tân sinh lợi hại nhất. Ngay cả mỹ nữ lão sư cũng đã quyến rũ đi. Tại sao lại gọi là quyến rũ chứ? Nói khó nghe như vậy. Gọi là cám dỗ được không? Nhìn thấy lạc sư cùng với một tân sinh rời đi. Tất cả lão sinh lại đau lòng, nhức óc Hận không thể nào thay vào trong đó. Tân sinh thì hưng phấn đến con mắt tỏa sáng. Cảm thấy mặt mũi đúng là có ánh sáng mặc kệ những lời nghị luận đó giờ phút này trương huyền cùng với lạc nhược hy đã đi ra khỏi đám người dọc theo bờ hồ rộng lớn của học viện chậm rãi tiến lên xuân ý giạt rào từ phía đều là màu xanh lục nồng đậm dường liễu rủ xuống giống như làn tóc đen múa may theo gió sóng nước dập dờn lóe ra ánh sáng tựa như là vảy cá cùng với lạc nhược hy chậm rãi tiến lên mặc dù là không có trò chuyện nhưng mà chẳng biết tại sao trong lòng lại cảm thấy cực kỳ yên tĩnh Trùng sinh hơn nửa năm nay, từng màn giống như nước gợn chảy xuôi trong đầu. Là một lão sư, lại thu đồ, nhập học, truyền thụ thiên hạ, thiền huyền vương quốc, thiền vũ vương quốc, hiên viên vương quốc, vạn quốc liên minh, huyễn vũ đế quốc, rồi hồng viễn đế quốc. tu vi cũng lại từ chân khí cảnh, từng bước một tấn cấp đạt đến kiểu thiên cảnh như bây giờ. Tâm cảnh khắc độ càng là từ 0,1 đạt tới 19,1 so với danh sư lục tinh cũng không hề yếu hơn. Lưu sư, trang sư, Khang Sư, Mạc Sư, rồi Mi Sư. Triệu Nhã, Lục Tầm, Lộ Viễn, Thẩm Bích Như, Mạc Vũ. Cả một đám nhân vật trước mắt cứ lóe sáng. Luyện đàn sư, thư họa sư, thuần thú sư, rồi độc sư. Vô số những chức nghiệp cùng với thư tịch đã nhìn qua, rất nhiều tri thức lại xẹt qua thức hải. Thời điểm mà hắn chìm đắm bên trong những hồi ức, đột nhiên lại cảm thấy thư viện bên trong đầu kịch liệt oanh minh, ngày sau đó không ngừng lai độc. Làm sao vậy? Còn người hắn lại co rụt. Thiên đạo thư viện là chỗ dựa trọng yếu nhất của hắn cho tới bây giờ, trong đầu luôn luôn vững vàng như bàn thạch, tại sao đột nhiên lại đung đưa? Trong lòng ngạc nhiên, lại có điều căn bản không cho hắn thời gian ngẫm nghĩ, trong óc sôi trào lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng u ám, ngay sau đó, thân thể lại nhoáng một cái, ngã dài trên mặt đất. Trước khi hôn mê, dường như còn nhìn thấy Lạc Nhược hy lao tới, thanh âm ngạc nhiên vang lên. Tại sao lại choáng? Thân thể sẽ không yếu ớt như vậy chứ? Yếu ớt sao? Trường Huyền đúng là muốn khóc. Lần trước là linh hồn cùng với thân thể không cách nào có thể hòa tan, sinh ra va chạm, mà bây giờ trời mới biết thư viện chơi đùa cái gì ta. Thực sự không phải là ta yếu ớt mà đây là trùng hợp. Nói thật, ta không những không yếu mà còn lại cực kỳ cường tráng, thật mà. Những lời này lại còn không có nói ra, ý thức liền thoát ly thân thể, cả người lại hoàn toàn lâm vào bên trong tối tăm. Ý thức bên trong óc không ngừng quanh quẩn, không biết qua bao nhiêu lâu, lúc này Trương Huyền mới chậm rãi tỉnh lại. Vội vã mở to mắt, Lúc này hắn mới phát hiện thế mà nằm ở khu tinh anh trên giường của mình. "Lão sư, người đã tỉnh rồi." Ngay sau đó, nghe được một thanh âm hưng phấn, lập tức liền thấy một khuôn mặt trắng hồng xuất hiện cách đó không xa. "Ồ, Tiểu Thất, tại sao ngươi lại ở đây?" Trường Huyền sững sờ, không phải là người khác mà chính là Hồng Viễn Đế quốc thu đồ đệ luyện đan Lạc Thất Thất. Từ trong địa cung đi ra, cùng đi Hồng Viễn thành, có điều sau khi đi tới liền đã sớm trở về học viện, không nghĩ thế mà bây giờ lại tìm tới nơi này. Ta đã nghe triệu viện trưởng nói Ngươi đã tới khu tinh anh Liền đã tới tìm ngươi Vẫn còn chưa tới Liền ở bên hồ nhìn thấy ngươi hôn mê bất tỉnh Ta lại đành phải đưa ngươi về Lạc thất thất nói Ở bên hồ Vậy Trường huyền nhíu mày Lão sư là muốn hỏi lạc sư Nàng ấy nhìn một chút Nói ngươi không có gì trở ngại đâu Liền rời đi Lạc thất thất nói Rời đi Trực tiếp mà đi Trường huyền lại sửng sốt trong lòng hơi có một chút thất lạc nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn có thể rõ ràng đối phương cùng với hắn chỉ có duyên gặp mặt đúng một lần xem như lại nhận biết nhau một chút bản thân mình có vô duyên vô cớ hôn mê đường đường là lão sư cũng không thể nào tự mình đưa mình về chỗ ở được thực sự muốn như vậy tin tức truyền ra lão sư cũng lại không cần phải làm nữa bất kể là nói thế nào thân phận của mình bây giờ hắn là học sinh còn đối phương là lão sư sư thì chính là sư sinh chính là sinh không có khả năng quá nhiều gặp gỡ đúng rồi Lạc sư nghe nói là hôm qua tới học viện Tại sao lão sư lại nhận thức Lạc thất thất nhẹ nhàng gật đầu Tràn đầy sự nghi ngờ nhìn qua Nghe nói vị lạc sư này là từ tổng bộ tới Hôm qua mới cùng với mộc sư tới danh sư học viện Trường sư cùng với các nàng ấy Ở chung một chỗ từ huyện vũ đế quốc đi đến Nghĩ như thế nào cũng lại chưa từng gặp nhau Không có khả năng nhận biết được Ta Ta cũng là cơ duyên xào hợp thôi Mà phải rồi các người đều là họ lạc Vậy chẳng lẽ trước đó không biết sao trong lòng trương huyền lại hồi động lạc nhược hy cùng với lạc thất thất đều là họ lạc đều là mỹ nữ ngàn dặm mới tìm ra được một có lẽ trước đó liền có quan hệ thân thiết gì hay không họ lạc thực sự là rất nhiều làm sao có thể đều biết được lạc thất thất lại cười cười lắc đầu vị lão sư này của mình bình thường rất là thông minh tại sao lúc này lại mắc hồ đồ rồi Mặc dù Lạc Gia không phải là thế gia vọng tộc, nhưng mà toàn bộ cái đại lục danh sư, nhân khẩu dày đặc, mang họ này không có dưới một tỷ thì cũng ít nhất là có tám trăm triệu. Làm sao có thể đều biết được? À, cũng phải. Trường Huyền lại vào đầu. Vừa rồi là tâm huyết dâng trào, tùy tiện hỏi ra khỏi miệng, không nghĩ tới nhiều như vậy. Ta đã hôn mê bao nhiêu lâu? Từ trên giường ngồi dậy, Trường Huyền nói. Ba ngày rồi. Lạc Thất Thất nói. Ba ngày? Trường huy lại giật mình. Lần trước bất tỉnh ba ngày, lần này lại cũng là ba ngày. Tại sao gần đây hôn mê số lần lại càng ngày càng nhiều, thời gian lại càng ngày càng dài? Đúng rồi, tân sinh học viện đều đã bái sư xong xuôi. Lạc thất thất lại cười khổ lắc đầu. Vì lão sư này hôn mê cũng thực sự không đúng lúc. Tất cả những tân sinh bên trong đó trong ba ngày này bái sư, hắn lại còn trực tiếp đi ngủ. Hết trường. Trường 1383-1384 Thiên đạo Thư viện tấn cấp Phần hạ Nhưng căn cứ theo cách mà nàng hiểu rõ lão sư Hẳn là hắn sẽ không thèm để ý Mì viện trưởng, triệu viện trưởng đã có tâm tư thu đồ Thu sư đệ cũng lại cự tuyệt rồi Vậy làm sao có thể đi bái một lão sư khác của học viện làm thầy được Ừ, được rồi Quả nhiên, nghe được lời nàng nói, trường Huyền lại lắc đầu, trên mặt lại cũng không có quá nhiều sự để ý, ngược lại hắn quan tâm tới người khác. Mà phải rồi, vị lạc sư kia cuối cùng là thu bao nhiêu học sinh? Lạc sư, nàng ấy, hình như một người cũng không thu, điều kiện của nàng ấy quá hà khắc. Trong vòng một canh giờ đọc thuộc lòng một vạn quyển thư tịch thì cái này đúng là không thể nào làm. Lạc thất thất lắc đầu. Một người cũng không thu. Trường huyền lại kỳ quái. Nếu như đã là học viện lão sư, làm sao sẽ là một học sinh cũng không thu được? Đúng rồi, Cụ thể là chuyện gì xảy ra ta đây lại cũng không hiểu rõ Dù sao tất cả mọi người đều rất là kỳ quái Lạc thất thất cũng lại chẳng biết được rõ Theo như truyền thuyết Lạc nhược hy này là tổng bộ phái tới để rèn luyện Đã như vậy khẳng định phải thu học sinh để truyền giáo Mới coi như là hoàn thành được Nhưng mà điều kiện hà khắc thế này Làm sao mà thu chứ Cái này rõ ràng là đuổi người ta đi Vậy chơi tìm cơ hội Hỏi thăm một chút đi Nghĩ một lát, Trương Huy lại cũng nghĩ không có thông được nguyên nhân gì, đành phải lắc đầu không nghĩ sự tình lạc nhược hy nữa lúc này hắn mới tập trung lực lượng chú ý trên người lạc thất thất nhìn thoáng qua lại nhìn không được sững sờ người đột phá sao trước đó lạc thất thất liền đã tới kiểu thiên cảnh đỉnh phong ở năm thứ hai được cho là hàng đầu không nghĩ tới mấy ngày nay không thấy đã đột phá ràng buộc đã tới hóa phàm thất trọng quy nhất cảnh ừ, vẫn là do công lao của lão sư để cho ta được triệu viện trưởng tẩy kinh phà tủy. lúc này ta mới một lần được hành động đột phá lạc thất thất lại cười cười nếu như không phải là triệu viện trưởng trợ giúp, coi như là nàng là cách quy nhất cảnh không nhiều, muốn đột phá cũng lại phải tốn hao đến mấy tháng, thậm chí là cả một năm thời gian. Tu Vi đi tới hợp linh cảnh, muốn đột phá không chỉ là cần chân khí gia tăng, linh hồn cũng phải trưởng thành. Mà người sau lại cực kỳ khó tu luyện, thường thường rất nhiều năm cũng lại khó có thể tăng trưởng một tia. Nguyên nhân chính là như vậy, năm thứ hai không biết bao nhiêu người đã bị vây khốn tại kiều thiên cảnh đỉnh phong, chính là đạp không ra một bước cuối cùng. Triệu viện trưởng thân là cường giả thánh cảnh, tự mình ra tay, không chỉ là chân khí tinh thuần, linh hồn lại càng được rèn luyện một phen, ngay lúc này mới thuận lý thành trương, đột phá cửa ải. Không chỉ là nàng nhận được chỗ tốt mà ngay cả Ngọc Phi Nhi, Hình Viễn, Ngô Trấn và Diệp Tiền cũng lại được lợi ích rất nhiều. Công lao? Trường Huy lại nháy nháy con mắt. Hắn có công lao gì chứ? Lại cùng với triệu viện trưởng làm gì có quan hệ gì? Ừ, đúng rồi. Vậy chẳng lẽ lão sư đã quên sự tình tại địa cung người đã cứu chúng ta thu hồi di thể của Ngô Dương Tử Tiền Bối đó chính là một đại công đó lạc thất thất lại giải thích à Trường Huyền bây giờ mới hiểu ra vì cái gì mà bản thân mình làm sập phân bộ của luyện khí học viện mà đối phương đột nhiên lại cải biến thái độ không có làm gì mình hết mà nguyên lai chính là bởi vì cái này rồi lão sư ta không được người đồng ý liền đã giao phủ cầm luyện khí pháp cho luyện khí học viện vậy mong lão sư hãy trách phạt ta Nói tới đây, Lạc Thất Thất lại vội vã không người. Phủ cầm luyện khí pháp là lão sư mang nàng lấy được mà nàng không phải là trải qua sự đồng ý của hắn, liền đã giao lên, có một chút tự tiện chủ trương. Ừ, thứ này vốn là chính ngô dân tử tiền bối truyền thụ cho ngươi. Ngươi muốn xử lý như thế nào, liền xử lý như vậy đi. Lại còn nói, nộp lên bên trên cho triệu viện trưởng, hắn có thể phát huy ra hiệu quả lớn hơn. Đúng là không có gì mà. Trường huyền lại vội vã vẫy tay. Lạc thất thất bái ngô dân tử làm thầy là học sinh danh chính ngôn thuận của hắn, bộ công pháp đó truyền bá cho ai và làm ra sao là do nàng ấy quyết định cùng với bản thân mình làm gì có quan hệ gì đa tạ lão sư mặc dù đoán được lão sư sẽ đồng ý nhưng mà không có nghĩ tới hắn lại không thèm nghĩ gì liền đã đáp ứng ngay cái loại lòng dạ này quả thực làm cho người ta phải bội phục mà phải rồi lão sư sự tình nơi ở cũ của ngô dương tử lão sư ta đã tìm người tra xét có người nói là đã biết rồi hẹn ta đêm nay gặp mặt hiện tại trời cũng đã tối ta lại muốn đi qua đó nhìn một chút lại hàn huyên thêm một hồi Lạc thất thất đột nhiên lại nhớ tới một việc Nhịn không được nói ra Đêm nay Trường Huy lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ Lúc này mới phát hiện ra Ánh trăng đã rơi về phía tây Trời có một chút tối Xử lý xong sự tình của linh tài các Đã vượt qua giữa trưa Sau đó lại nghe công khai khóa Cùng với Lạc Nhược Hy đi dạo Trong lúc hồn mề đã tới xế chiều Đằng này hồn mê tới ba ngày Không nghĩ tối vừa mới tỉnh dậy Đã là trời tối của ngày thứ tư Như vậy đi ta sẽ ăn một chút gì đó, lại cùng đi với ngươi. Trần trừ một lúc, Trường Huyền nói. Ba ngày rồi không có vào mồm một giọt nước, trong bụng đã sớm trống trơn rồi. Ừ, liền biết lão sư đói bụng, cho nên ta đã chuẩn bị rồi. Lạc thất thất lại cười cười, cổ tay khẽ đảo, trên bàn lại đầy giấy thịt rượu phong phú. Được, đa tạ ngươi. Nhìn thấy đồ ăn và mỹ vị, Trường Huyền lại thèm nhỏ rãi, vội vã bắt đầu ăn. Vừa ăn cơm, vừa nhân cơ hội nhìn lại trong ấp. Ba ngày trước, sở dĩ hôn mê là bởi vì thư viện chấn động. Hiện tại tỉnh lại cũng lại muốn nhìn một chút xem đến tổ cùng là xảy ra chuyện gì. Tinh thần yên lặng nhìn thức hải, rất nhanh. Hắn nhìn tới ở trong thư viện, lập tức sửng rốt. Cái này, thay đổi thế nào chứ? Trước kia thư viện là một điện đường to lớn, bên trong đủ những loại thư tịch san sát, lại nhìn không thấy điểm cuối. Thế mà bây giờ, bộ dạng vẫn tương đồng như cũ, nhưng mà cung điện đã trở nên càng bao la và càng cao lớn hơn dường như toàn bộ cái thư viện này đã được sửa chữa, không chỉ lại càng thêm tráng lệ, diện tích to hơn mà lại càng vững vàng uy nghiêm hơn. Từ xa mà nhìn lại, cho người ta một loại áp bách đến từ linh hồn. Nếu như mà nói trước kia thiên đạo thư viện, mặc dù ở bên trong thức hải nhưng mà cho người ta một loại cảm giác hư vô mờ mịt, giống như hoa trong nước, trăng trong gương, thế mà bây giờ hoàn toàn khác biệt, vững chắc và ổn trọng, tựa như là trước mắt thực sự có một điện đường thực sự. Thiên đạo thư viện càng ngày càng thêm chân thật, nhưng mà cái này thì làm gì có tác dụng gì Trường Huy lại tràn đầy nghi hoặc Coi như là có trở nên chân thật hơn Thì làm gì có tác dụng Đi tới gần giá sách Bắt tới một quyển sách Cũng giống như là trước đó Bắt hụt Nói cách khác Rất nhiều sách vở trước mặt Mặc dù là thoạt nhìn chân thật hơn trước kia Nhưng mà vẫn chỉ là hư ảo Thấy được nhưng mà sờ không được Vậy thư tịch trước đó ở đâu Những sách vở này là trống không Vậy những sách trước kia đã thu vào đâu rồi Đi tới gần, tiện tay bắt một bản, Hắn nhẹ nhàng mở ra. Chỉ nghe thấy trang sách lay động, Trương Huyền lập tức cảm thấy hoa mắt. Nội dung bên trong sách thẳng tắp đi vào trong óc, ghi khắc xuống. Cái này... Con mắt của hắn lại trợn tròn. Trước kia, những cái sách vở này, coi như là hắn ở bên trong thư viện cũng phải cần đọc qua. Sau đó, từng chữ một, từng chữ một mà ghi nhớ. Hiện tại căn bản lại không cần điều đó, chỉ cần cầm cái quyển sách lên, có ý muốn đọc sách. Nội dung trong đó sẽ tự động khắc sâu vào bên trong óc, không thể nào quên. Ồ, tốt rồi. Về sau tốc độ đọc sách của ta tuyệt đối gia tăng cực kỳ lớn. Hai mắt tỏa ra ánh sáng tràn đầy sự kích động. Vốn nghĩ Thiên Đạo thư viện chỉnh sửa một chút, không có biến hóa gì quá lớn, không nghĩ tới là có biến hóa, chỉ là hắn không có phát giác ra mà thôi. Tiếp xúc với thư tịch liền có thể học thuộc lòng, chỉ cần ý thức bên trong thư viện, một canh giờ, đừng có mà nói tới mấy vạn quyển sách, coi như là tới mấy trăm ngàn bản vẫn có thể nhẹ nhõm mà học thuộc lòng được. Về sau, Thiên Đạo chi thư liền đã tiết kiệm rồi, không cần phải lãng phí ở đây nữa tốc độ đọc sách lại còn nhanh, nhưng mà năng lực khác lại có thay đổi mạnh mẽ hay không? Thư viện đã trở nên càng cao lớn hơn, năng lực dường như cũng đã mạnh lên. Đã như vậy lại có thể thêm càng nhiều công năng khác hay không? Vội vã rời ra khỏi thức hải, trở lại trước mặt, nhìn một cái đùi gà trong lòng bàn tay. Quan sát. Trường huyền thấp giọng hô Có một quyển sách nữa xuất hiện, tiện tay lại mở ra. Linh thú Thanh Hương Kế là mỹ thực đại sư Ngô Bội Thủy của Trầm Mê Lâu dùng 47 loại gia vị nấu thành. Rất nhanh, liền đã lật ra hết. Ừ, lại chẳng có gì khác nhau mà. Trường Huy lại vào đầu. Thư viện trước kia cũng giống như bây giờ, vẫn có thể thấy được những chỗ thiếu hụt, dường như cũng lại không hề gia tăng uy lực gì hết. Vậy chẳng lẽ nhìn cái đùi gà lại không có tác dụng gì? Tràn đầy kỳ quái, còn mắt lại nhìn giá sách cách đó không xa. Khu tinh anh đủ những loại đồ vật đầy đủ mọi thứ, trên giá sách cũng lại có một chút thư tịch, Coi điều đều là sảng văn, địa lý, phong tục và thói quen, không phải là công pháp tu luyện. Chỗ thiếu hụt. Vừa định đứng dậy, nhưng mà nghĩ tới điều gì, Trường Huỳnh lại không đứng dậy nữa, mà lại tinh thần khẽ động. Trong óc lại nhoáng lên một cái, có một quyển sách xuất hiện. Cái này... Vốn chỉ là ôm thái độ muốn thử một lần, không có hy vọng quá lớn, còn nằm mờ cũng không nghĩ tới, thực sự lại có sách xuất hiện. Vội vã cầm trong tay, hắn tiện tay mở ra. Sau khi xem xong, hắn lại liên tục thí nghiệm vài lần. Một lát sau, hai mắt kích động tỏa sáng. Không cần chạm tới nữa. Liền đã có thể thu vào bên trong thư viện rồi. Thực sự là quá tốt. Trước kia, hắn muốn thu vào bên trong thư tịch chỉ có đúng một biện pháp, chính là phải lấy tay mà sờ. Thế mà bây giờ, chỉ cần con mắt của ngươi nhìn sách, trong đầu thầm hô, đồng dạng vẫn có thể thu vào. Nói cách khác, không cần người phải chạm tới, vẫn có thể đọc sách. Trước kia lại còn phải đọc theo giá sách chạy như điên, bây giờ căn bản không cần phải phiền toái như vậy, hiệu suất sẽ tăng lên gấp bội. Vậy, những vật khác thì sao? Thử xong thư tịch, muốn thử xem những vật khác lại có thể không đụng tới liền có thể thu vào hay không, kết quả bất đắc dĩ phát hiện ra căn bản làm không được. Nói cách khác, hiện nay chỉ có thư tịch thôi, tinh thần phải tập trung nhìn sang liền có thể thu thập, nhưng mà những bảo vật khác, vật phẩm khác vẫn cần phải chạm tới mới có thể biết được chỗ thiếu hụt. Nhịn không được, hắn lại lắc đầu làm hại hắn kích động cả một châu rồi. Muốn là cái gì, lại cũng không cần phải chạm, nhìn một chút liền biết sao? Năng lực của ngươi sẽ gia tăng cấp, không phải là chỉ gấp đôi nữa. Nhưng mà đáng tiếc, không biết là cấp bậc thư viện không tới, hay là bản thân thiên đạo liền có thiếu hụt. Dù sao hiện nay là thực hiện không được. Được rồi, thử lại lần nữa. Trong lòng vẫn cảm thấy không cam tâm, hắn thí nghiệm lần nữa. Bên này hắn lại thử rất vui vẻ, lạc thất thất ngồi đối diện lại cực kỳ bối rối vẫn là mua một bàn đồ ăn đầy muốn cho trương lão sư hưởng thụ thật là tốt kết quả lão sư lại cầm lấy đúng một cái đùi gà trái xem phải ngó giống như là gặp phải một người bạn tốt một hồi lại cao hứng một hồi lại lắc đầu một hồi lại chẹp miệng một hồi lại hưng phấn một hồi lại phiền muộn một hồi lại ngưng trọng một hồi lại thả lỏng đủ những loại biểu lộ cái gì cần có đều có vậy chẳng lẽ người hôn mê có một tí thôi mà đầu óc của người cháy hỏng rồi sao đến tận bây giờ lại còn vẫn còn dư âm nếu như không, chỉ cần là một người bình thường, nghiêm túc nhìn ra, cùng với hắn là nàng mà không phải là cái đùi gà chứ. Bất kể là nói như thế nào, nàng cũng là hoa khôi của trường, một đại mỹ nữ ngàn dặm mới tìm ra được một. Dùng mạo xinh đẹp thế này, làm sao có thể thua kém một cái đùi gà được. Đang cảm khái, chỉ thấy lão sư trước mặt lại khẽ vươn tay, kéo ra một cái đùi gà khác xuống, liền tiến hành quan sát rất là nghiêm túc. Dường như hắn đang trả lời nghi ngờ gì đó, vội vã, đưa một cái đùi gà ra so kém. Vậy là liền có hai cái rồi. Lạc thất thất lại im lặng luôn Hết chương Chương 1385-1386 Hồ yêu yêu Qua không biết bao nhiêu lâu Trương Huyền lại thẩm duyệt hết cái đùi gà Hắn đẩy xuống Đối với vật phẩm khác nhìn qua thực là không được Vẫn cần phải chạm tới Chỉ có đúng thư tịch đặc thù Nhìn trong một cái thu thập vào th trong thức hải ừ. Vậy được rồi Chỉ cần đọc sách nhanh Vậy là được rồi Mặc dù lần này thư viện tân cấp, biến hóa không phải là đặc biệt quá lớn, nhưng mà Trung Huyền lại cực kỳ thỏa mãn. Trước kia tới tàng thư khố, đều phải điên cuồng mà chạy băng băng, không có người nhìn thấy lại còn tốt. Có người nhìn thấy, khẳng định sẽ nghĩ hắn là bị điên. Hiện tại thì tốt rồi, chỉ cần nhìn lên một cái, liền đã có thể thu vào. Không chỉ là về tốc độ, cử chỉ khẳng định cũng lại u nhã hơn nhiều, coi như là có tiến bộ lớn. Hắn hài lòng gật đầu, ăn cơm rất nhanh, lúc này mới đứng dậy. Được rồi, đi thôi. Lúc trước, Ngô Dương Tử bên trong cung điện dưới lòng đất đã từng nói truyền thừa trọng yếu nhất của mình cùng với bảo tàng sưu tập suốt đời để lưu lại tại nhà cũ tại chỗ địa Long Tam Tinh. Hơn 2.000 năm đã trôi qua, trọng yếu không phải là địa Long Tam Tinh là cái gì mà là tìm được nhà cũ của hắn ở nơi nào. Lạc thất thất vừa về, liền đã tìm người hỏi thăm. Hai ngày nay chiếu cố trương huyền hôn mê, cũng lại không ngừng tìm kiếm. Giữa cục đã có tin tức, hắn tự nhiên lại cũng muốn đi xem nhìn. Ừ. Nữ hài gật đầu, vừa đi ra khỏi tiểu viện chỉ thấy một nữ hài đang định gõ cửa nhìn thấy hắn đi ra lại vội vã ôm quyền trương sư nhiễm tiếu tiếu trương huyền đã nhận ra đây chính là nữ danh sư lần đầu tiên khiêu chiến với hắn tên thứ ba bên trong năm nhất thi đấu nhiễm tiếu tiếu vị này muốn cùng với hắn tỷ thí sư ngôn thiên bẩm kết quả đã bị hắn nhẹ nhàng mây hoặc ra tay dạy dỗ tên thứ hai là ngô thiền cùng với tên thứ tư là tiêu nam vâng lần này là ta truyền tới cảm tạ ân chỉ điểm của trương sư nhiễm tiếu tiếu lại gật đầu nói vốn một tân sinh vừa tới liền đã muốn ở vị trí đầu tiên nàng lại cực kỳ không cam lòng nhưng mà đối phương lại có thể nói ra mấu chốt tu luyện của nàng làm cho nàng ấy hiểu ra được tranh lệch với đối phương hai ngày nay nàng ràng buộc loại bỏ tu vì đã rốt cục đột phá trong lòng tràn đầy sự kích động chạy tới đây chuyên tâm cảm tạ mặt khác cũng đã nghe được một vài tin tức muốn đi qua nói với hắn không cần phải khách khí đâu cùng là đồng học mà không nên như vậy trương huyền lại khóa tay áo nếu như không phải là trương sư chỉ điểm ta có thể là sẽ bị khốn tại nguyên chỗ không biết bao nhiêu lâu nữa nhấm tiếu tiếu lại nhẹ nhàng gật đầu đang muốn nói gì tiếp lại đột nhiên sững sờ thất thất học trưởng vừa rồi trương sư đi ra trước nàng đã liền hoạn hàn huyên không nghĩ tới sau lưng còn có một bóng người hơn nữa còn là lạc thất thất học trưởng nổi danh nhất năm thứ hai ừ lạc thất thất nhẹ nhàng gật đầu đối phương là thiên tài bài danh năm vị trí đầu tiên của năm hai nàng tự nhiên đã gặp qua các người nhím tiểu tiếu lại nháy nháy con mắt tràn đầy sự khiếp sợ lạc thất thất ở danh sư học viện danh khí rất lớn không chỉ là bởi vì thiên tư cao tu vi năm thứ hai cũng có thể xếp vào top năm nhưng mà chủ yếu nhất là người ngợm xinh đẹp nghe nói gia thế của nàng ấy không hề đơn giản đơn thuần dung mạo trên hoa khôi bảng nguyệt tuyệt đối có thể xếp trước mấy không bao giờ lui tới với nam thử khác, vậy tại sao bây giờ lại chạy tới trong nhà trương sư? Hơn nữa, đang đêm hôm trời tối, bọn họ lại làm cái gì chứ? Ta học tập kỹ nghệ luyện đan của trương sư, hắn là lão sư của ta. Lạc thất thất nói. Lão sư? Nhấm tiểu tiếu lại thoáng một cái, còn mắt trợn tròn, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Vị trương sư này vừa mới tới học viện là học sinh năm nhất. Ngươi, thiên tài năm hai, hoa khôi nổi danh của trường mà nhận hắn làm thầy sao? chuyển ra ngoài lại có thể làm cho tất cả nam sinh của học viện này nổi điên đó nếu như là cảm tạ vậy thì không cần thiết đâu tất cả mọi người đều là đồng học trợ giúp lẫn nhau cũng là một chuyện bình thường thôi không muốn ở chỗ này chậm chế thời gian trường huyền lại khoát tay áo muốn cùng với lạc thất thất rời đi a à, nhiễm tiểu tiếu lại kịp thời phản ứng vội vã mở miệng kỳ thường ta tới không chỉ là cảm tạ mà còn có một việc muốn nói với Trương sư ố Mấy ngày nay ta tu luyện Cũng lại đi ra ngoài một chuyến Lại nghe nói Nghe nói trương sư đắc tội với không ít học hội Bọn họ lại muốn liên thủ trừng trị người đó Nhiễm tiêu tiếu lại vội vã Đắc tội với học hội Ta lúc nào mà đắc tội qua chứ Trường Huy lại sững sờ Mặc dù ở thời điểm công khai khóa Có một chút học hội muốn hắn thu mua thư tịch của đối phương Nhưng mà hắn đâu có mua đâu Cho nên không tính là đắc tội mà Giao dịch tự do, đường đường là danh sư liên hợp thành tổ chức, làm sao lại có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ đó mà liền trừng trị mình được? Không có đắc tội. Thấy hắn hoàn toàn không biết gì, không giống với giả mạo, nhiễm tiếu tiếu lại lắc đầu. Những học hội đó, sư tập tư liệu học viện, hội tụ thành sách, định bán ra cho tân sinh. Kết quả buôn bán lại bị trường sư xáo trộn, một bản cũng lại không có bán được thì không nói, lại còn bị nghi ngờ. Làm sao họ có thể không ghi hận được? Hử? Ừ buôn bán lại bị ta xáo trộn trương huyền lại vò đầu ta cái gì lại cũng không có làm mà xáo trộn cái gì ba ngày nay một mực hôn mê cái gì lại cũng không biết chẳng lẽ lại bị mộng du làm ra sự tình gì đó mà bản thân không biết không làm gì nhiếm tiếu tiếu lại cười khổ trương sư vậy có biết tân sinh tên là quân nhược hoan còn có tống siêu và la tuyền không ừ, đương nhiên biết trương huyền gật đầu ba người bọn hắn lấy danh nghĩa của ngươi miễn phí cung cấp tư liệu cho tân sinh hơn nữa đưa ra tư liệu lại càng thêm kỹ càng và chuẩn xác không chỉ là tân sinh oanh động mà lão sinh cũng đã vỡ tổ nhiễm tiếu tiếu lại nói cung cấp miễn phí còn mắt trường huy lại đảo qua một vòng thôi thì cũng khó trách những học hội kia là muốn bán sách cho mình và chạm một cái sau khi biết hết nội dung lại sửa sang lại thành sách đưa cho cái đám người quân nhược hoan một bản vốn là hào tâm để cho bọn hắn lựa chọn lão sư tốt. Ai mà biết được mấy cái tên này, vậy mà miễn phí đưa tặng cho những học sinh khác. Người ta thì cần 100 linh thạch trung phẩm mới có thể bán ra được một bản. Bên này lại còn đưa miễn phí, hơn nữa lại càng chuẩn xác hơn. Tùy ý phá hư thị trường, không bị người ta ghi hận đó mới là lạ đó. Những đám người quân Nhược Hoàn khẳng định cũng là vì tốt bụng mà thôi, muốn thay mình dựng lên một chút thanh danh, nhưng mà lại không nghĩ tới, vì vậy mà đắc tội với không ít học hội rồi. Đúng rồi, tân sinh đắc tội với học hội sẽ nửa bước khó đi, mong rằng trương sư ấy cẩn thận thực sự nếu như không được hãy tìm một học hội lợi hại mà gia nhập nhiễm tiếu tiếu nói bản thân nàng cũng là một người trong học hội nghe được tin tức trong đó suy đi nghĩ lại mới tới để báo cho đơn độc một người khẳng định sẽ bị học hội khác trừng trị nhưng khi gia nhập vào học hội lợi hại coi như là muốn động thủ cũng phải băn khoăn vài phần ừ được rồi đa tạ biết đối phương là hảo tâm trương huyền lại cười cười Nói thật, những cái chuyện này đối với hắn có tính là cái gì đâu, đắc tội thì đắc tội. Từ thiên huyền vương quốc cùng nhau đi tới, đắc tội người lại còn thiếu sao? Nếu như mà bọn họ thức thời không có tìm phiền toái, ngược lại thì thôi. Thực sự là có càng đảm kiếm chuyện với ta sao, không ngại để cho chúng biết lợi hại. Đường đường là linh tài các các chủ, cường giả thánh cảnh vẫn có thể bị thu phục đó, huống chi mấy cái tên học sinh quen. Không tính là cái gì đâu. Vậy, cáo từ. Nên nói đều đã nói Nhiễm tiểu tiểu ôm quyền lại xoay người rồi đi <laughs> Những học hội này Thực sự là khá phiền toái đó Lão sư, người phải cẩn thận Thấy nàng ấy đi xa Lạc thất thất lại nhíu mày Nàng là một lão sinh biết những học hội kia rất là bị ổi Thực sự lại muốn dạy dỗ một học sinh Thậm chí có thể ép một ngày không thể nào ở Trực tiếp phải nghỉ học Chính vì như vậy hoặc là có bối cảnh Hoặc là có thực lực Còn nếu như không liền phải tìm ra một học hội mà gia nhập nếu như không cố ý mà ngáng chân người sẽ vô cùng phiền phức được rồi biết đối phương cũng là vì tốt bụng trường huyền lại lên tiếng biết lão sư của mình chẳng có để cái gì trong lòng lại còn thêm có mi viện trưởng Chịu viện trưởng che chở cho hắn chắc hẳn là đối phương sẽ không dám quá phận đâu lạc thất thất liền không xoắn suýt nữa hai người lại dọc theo đường đi đi ra ngoài không bao nhiêu lâu sau lại đi tới một lương đỉnh ta và đối phương đã hẹn ở đây lạc thất thất ngừng lại là ai cũng là học viên của học viện sao? Trương Huy lại nhìn qua. Cụ thể là ai, ta lại cũng không biết. Ta là tháp yêu cầu của học viện, phát tin nhờ giúp đỡ. Sau đó lại có người trả lời, hẹn gặp ta ở đây. Nghĩ tới không phải là lão sư, chính là học viên thôi. Lạc thất thật nói. À. Trương Huyền gật đầu. Tháp yêu cầu của học viện là học sinh hoặc là lão sư học viên thiết kế ra tri thức không hiểu hoặc là chuyện khó làm được nhờ người ta giúp đỡ bình thường lấy ra học phần mà trả tiền có một chút tương tự với nghìn nan bích của y sư công hội chỉ cần hồi đáp đúng được công nhận liền có thể tự động nhận được học phần hoặc là tiền thù lao của đối phương ngô dương tử đã biến mất hơn hai ngàn năm lịch sử biến ảo thường hải tăng điền muốn là thất thất tìm được không biết là năm nào tháng nào lúc này mới viết ra tin tức lưu lại ở trong đó đồng thời hứa hẹn có chỗ tốt vốn lại còn cho rằng cần phải hao phí không ít thời gian mới có thể giải đáp được. Không nghĩ tới vào ngày thứ ba, liền đã có người nhắn tin cho nàng, gặp mặt tại đây. Nhưng đối phương là nam hay nữ, là lão sư hay là học sinh, lại không biết. Được, chờ một lát đi. Biết đối phương hẹn, khẳng định là phải tới, Trường Huyền lại cũng chẳng để ý. Hắn chỉ cười cười, đang muốn tiếp tục nói chuyện, liền nghe thấy tiếng gió hiu hiu, có một bóng người ở trong đêm tối thẳng tắp bay lượn tới. Mượn nhờ tinh quang lại có thể thấy được bóng dáng của nữ tử, dáng người cao gầy, vòng eo tinh tế, tựa như là một con trường xà. Dáng người cực đẹp, nhất là ngực nhô lên, mượt mà mà đường cong hoàn mỹ, thậm chí so với lạc thất thất lại chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Bóng người lại rơi vào trong tiểu đình. Lạc thất thất cũng thấy rõ dung mạo của đối phương. Là nữ tử thoạt nhìn có hai mươi mấy tuổi, dung mạo đúng là không thua kém gì nàng, thậm chí lại càng thêm thành thục và hương vị mười phần. Ố, yêu yêu học trưởng. Lạc thất thất lại sừng sốt một chút Vội vã không người ôm quyền Ừ, nguyên lai là ngươi sao Đối phương cũng đã nhận ra lạc thất thất Trong mắt lại tràn đầy sự hiếu kỳ Chính là ngươi muốn tìm chỗ ở cũ của ngô dương tử Vâng Lạc thất thất lại vội vã gật đầu Vậy chẳng lẽ học trường lại biết tin tức Ừ, có biết một chút Nữ hải dáng người xinh đẹp kia lại gật đầu nghe đối phương xác nhận lạc thất thất lại bóp bóp nắm tay lại nhìn lão sư chỉ thấy thanh niên này nghi ngờ nhìn qua dường như lại muốn hỏi nữ hai trước mặt là ai lạc thất thất lại cũng không giấu giếm lão sư vị này là học viên năm thứ năm hồ yêu yêu hồ yêu yêu trường huyền lại gãi đầu hồ yêu yêu lạc thất thất nhiễm tiếu tiếu làm sao vào cái học viện này gặp phải mấy nữ tử tên đều là như vậy vậy sao ngay cả ta mà người cũng không nhận ra sao Thấy vẻ mặt của thanh niên này rất là mê man Bản thân lại còn cần phải giới thiệu lại Hồ yêu yêu có một chút kỳ quái Nhìn không được, nhìn tới Người tên gì, từ đâu tới Ta Trần trừ một lúc Vẻ mặt của Trương Huyền lại thành thật nhìn qua Tại hạ là treo treo Hết chương. Chương 1387, 1388 nói điều kiện lạc thất thất lại nhịn không được suýt một chút nữa thì hôn mê nhưng mà nàng cực kỳ thông minh một cái chớp mắt liền đã hiểu được ý tứ của đối phương rồi trên gương mặt xinh đẹp lại tràn đầy vẻ cười khổ <cười> ý của ta là trường huyền huyền ai à, cái tên lão sử này của mình cái gì cũng tốt chỉ là một số thời khắc ý nghĩ tương đối lại quái dị để cho nàng cũng cảm thấy dở khóc dở cười cái gì huyền huyền một bên hồ yêu yêu vẫn còn chưa hiểu được Có một chút ngẩn người Hay, Hắn là lão sư luyện đan của ta Trương Huyền Sợ đối phương lại hiểu lầm thêm Lạc thất thất lại vội vã trả lời Trương Huyền Người chính là tân sinh phá hủy buôn bán của tất cả nhiều học hội chúng ta sao Nghe được cái tên đó, lúc này Hồ Yêu Yêu mới phản ứng lại, hai mắt đen nhánh lóe sáng, trên mặt không tỉ vết lộ ra thần thái giống như cười mà không cười, giống như muốn quan sát tỉ mỉ kẻ trước mặt, đến tụi cùng là người có đặc thù gì lại để cho rất nhiều lão sinh bọn hắn bị động như vậy. Có thể nói rằng, danh sư học viện thành lập rất nhiều năm, từ trước tới nay vẫn chưa có tâm sinh nào, vừa tới liền đã đánh vỡ quy củ, để cho vô số học hội một phân tiền cũng lại không có kiếm ra được cẩn thận nhìn chăm chăm vào một hồi phát hiện ra cái tên thanh niên này ánh mắt khá thuần khiết dụng mạo thì chất phác hoàn toàn khác biệt bên trong truyền thuyết nhìn không được hơi có chút cổ quái người lại mới vừa nói là lão sư luyện đan của ngươi chuyện gì xảy ra vậy quay đầu nhìn về phía lạc thất thất lạc thất thất này cùng với nàng là nhân vật bên trên hoa khôi bảng hiện tại bài danh khả năng không có bằng không phải là bởi vì không xinh đẹp mà là tuổi tác cùng với tu vi không bằng không có loại khí chất hồng nhan họa thủy đó chỉ cần nàng ấy trưởng thành lại có thể đoán ra được vượt qua nàng chỉ là vấn đề thời gian. Do đó, rất sớm trước kia liền đã chú ý tới cô gái này rồi. Một người ưu tú như vậy lại còn nói Trương Huyền là lão sư luyện đan để cho người ta cực kỳ ngạc nhiên. Ừ, Trương Sư chính là truyền thụ cho ta luyện đan. Lạc thất thất nhẹ nhàng ngợt đầu, không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa. Người đã biết chỗ ở cũ của ngôi dân tử tiền bối, lại có thể kỹ càng báo ra hay không? Chỉ cần xác định đó là thật, ta sẽ lấy hai điểm học phần để trao đổi. Hai điểm học phần sao? Ta không cần. Thấy nàng ấy không muốn nói, lại biết tiếp tục truy hỏi cũng lại không có chỗ tốt gì. Hồ yêu yêu lắc đầu. Không cần. Lạc thất thất lại cao mày. Tháp yêu cầu cũng là một loại giao dịch. Người đã tiếp nhận, liền đã đại biểu cho nhận thủ lao này. Không cần, đây là có ý gì chứ? Đúng, ta có thể nói cho các người biết chỗ ở cũ của ngu dương tử tiền bối. Nhưng mà các người nhất định phải nói cho ta biết, Tổn hao đánh đổi lớn như vậy các người muốn tìm nơi này để làm gì vuốt ve tóc đen trước ngực hồ yêu yêu lại cười khanh khát nhìn qua ngôi rừng tử đã biến mất hơn hai ngàn năm chỗ ở cũ của hắn đã sớm thay đổi không biết bao nhiêu người cho dù là có bảo bối vậy thì khẳng định cũng đã sớm bị lục soát sạch sẽ rồi nhưng mà lạc thất thất này lại muốn tốn tới hai điểm học phần mà mua sắm tin tức để cho nàng ấy tràn đầy sự nghi hoặc các người lại muốn biết cái gì đây cái này sao thứ cho ta khó có thể trả lời Lạc thất thất lắc đầu. Ngô Dương Tử là một luyện khí đại tông sư nổi danh nhất của Hồng Viễn Đế Quốc từ trước tới nay, một đời sưu tập bảo vật chân quý ra sao. Một khi mà tin tức chuyển đi, đừng có mà nói là bọn họ không bảo vệ được, coi như là triệu viện trưởng đi ra, đều lại chưa hẳn có thể đối phó với áp lực được. ố thấy nàng không nói, hồ yêu yêu lại sừng sốt, nhãn trâu lại xoay động. Người không nói, liền đại biểu cho người không đồng ý giao dịch. Vậy ta đây cũng sẽ không có nói cho người vị trí chỗ ở cũ, Nói thật với ngươi, nơi này chỉ có đúng ta biết thôi. Nếu như không giao dịch với ta, coi như là ngươi tìm đọc thư tịch của cả cái học viện này cũng lại tìm không thấy đâu. Vậy, liền không có cách nào giao dịch rồi. Lạc thất thất lại cự tuyệt. Sau khi nói xong, lại nhìn thoáng qua Trương Huyền, thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới ôm quyền. Thực sự không tiện, đã quấy dậy học trưởng rồi, chúng ta cáo từ. Nói xong, cùng với Trương Huyền đi ra khỏi lương đình sự tình bảo tàng của ngô dương tử không thể nào nói ra cái này đó chính là ranh giới cuối cùng rồi tình nguyện tìm không thấy chỗ ở cũ cũng không có khả năng nói ra được này chậm đã thấy đối phương tình nguyện từ bỏ giao dịch lại cũng không nói hồ yêu yêu lại vẫn cái môi đỏ tươi lên lần nữa cười một tiếng đã không muốn nói ta sẽ đổi ra một điều kiện vậy xin lắng tai nghe lạc thất thất lại dừng lại như thế này đi trương huyền này đắc tội với ta chỉ cần giao hắn cho ta xử lý Ta liền sẽ mang các người đi chỗ ở cũ của ngô dương tử Hồ yêu yêu nói Giao cho người xử lý Lạc thất thất lại nhíu mày Vẻ mặt trầm xuống Hồ yêu yêu Ta kính người là học trưởng Mới lễ phép với người Nhưng mà người vũ nhục lão sư của ta Đây là dụng ý gì Vừa rồi nàng đã giới thiệu Trương Huyền là lão sư của nàng Đối phương lại còn muốn nàng giao ra Quả thực chính là đánh mặt rồi Một ngày làm thầy Cả đời sẽ là cha là học sinh, nếu như ngay cả lão, sư tôn nghiêm cũng không thể nào bảo vệ được, vậy làm sao có tư cách gì sống? Nhà nha, đừng có mà hiểu lầm. Mặc dù trường Huy là lão sư của ngươi, nhưng mà cũng là tân sinh năm nhất mà. Mới vừa rồi là ta đã mạo phạm. Cũng biết lời nói mới vừa rồi có vấn đề, Hồ Yêu Yêu lại vội vã nói xin lỗi. Danh sư đại lục, coi trọng sư đạo truyền thừa, địa vị của sư lại rất cao. Thiên địa thân sư quân Dưới trời dưới đất, địa vị của lão sư có thể so sánh với song thần, ngay cả quân vương cũng phải sắp xếp phía sau. Nàng vừa rồi lại chỉ nghĩ Trương Huyền chính là một tân sinh năm nhất, nhưng mà quên mất là lão sư của Lạc Thất Thất. Ở trước mặt một học sinh mà vũ nhục lão sư, đó chính là cực kỳ không tôn trọng. Thân là danh sư nhưng mà cố ý xúc phạm, chuyển ra bên ngoài, thanh danh của nàng cũng sẽ xuống dốc không phanh. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa. Trương Sư, người đã thi cùng với Lạc Thất Thất, Vậy thì chắc hẳn là cũng muốn biết vị trí chỗ ở cũ của ngô dương tử tiên bối. Chỉ cần đáp ứng điều kiện của ta, ta sẽ nói cho người biết vị trí. Người thấy thế nào? Điều kiện? Điều kiện gì? Không nghĩ tới người này đánh chủ ý tới mình, Trường Huy lại cười rất hiền, thoạt nhìn lại cực kỳ thẳng thắn. Đơn giản thôi. Người phá hủy cơ hội kiếm tiền của yêu nghiệt hội, chỉ cần đáp ứng gia nhập chúng ta, sau đó trong vòng một năm hỗ trợ kiếm 10 vạn linh thạch trung phẩm. Ta sẽ nói cho người biết sự tình mà người muốn biết. Hồ yêu yêu lại cười nói Yêu nghiệt hội Trường Huỳnh lại sửng rốt Đây là học hội của ngươi sao Rất nhiều học trưởng của học viện Đều sẽ thành lập học hội Trước đó liền đã nghe qua cái gì mà yêu nghiệt hội Chẳng qua lại cảm thấy hơi có tí kỳ quái Nghe khẩu khí của cô gái trước mắt này Hẳn là cùng với nàng ấy có quan hệ Hồ yêu yêu Tên mang yêu Lớn lên lại còn hồng nhan họa thủy Cũng giống như là yêu nghiệt vậy đó Vậy cho nên học hội của ta tự xưng là yêu nghiệt hội thấy cái tên này như thế mà không biết hội yêu yêu lại có một chút im lặng ngay cả hội trưởng cũng không biết là ai sao liền dám đắc tội với nhiều học hội như vậy kẻ trước mắt đây đúng là lá gan lớn à bây giờ mới hiểu trường huyền lại nhẹ nhàng gật đầu nhìn về phía nữ tử cách đó không xa từ thái thì rất xinh đẹp để cho người ta nhìn nhiều lần một hồi liền hô hồ hấp dồn dập gia nhập học hội ta lại không có hứng thú lại còn kiếm tiền sao mười vạn viên linh thạch trung phẩm chính là ta không có móc ra được Vậy làm sao có thể lợi nhuận cho ngươi Đổi điều kiện đi Hắn là một cái tên gia hỏa đi đường không kiếm tiền Coi như là thâm hụt vốn rồi Lại còn đòi tiền sao Đùa gì <laughs> Đổi điều kiện Được Vậy cũng tốt Hồ yêu yêu lại rũi lưng mỏi Phát hoa ra một đường cong yêu mỹ động lòng người Người hãy làm hạ nhân của ta một năm Ta liền sẽ tha thứ sự tình mà người đắc tội với yêu nghiệt hội chúng ta Cũng có thể thuận tiện nói cho người biết sự tình chỗ ở của Ngô Dương Tử Ừ, hạ nhân Trương Huyền lại không còn gì để nói Nữ nhân này quả thực càng nghĩ lại càng ngây thơ Càng nghĩ lại càng vui vẻ nhỉ Hắn lắc đầu Người làm tỷ nữ của ta Ta lại còn không muốn đó Để ta làm hạ nhân của ngươi Thực sự là can đảm lớn Hắn nói là thật Đắng, dáng dấp của đối phương khá là xinh đẹp Nhưng mà so với lạc nhược hy Lại kém không biết xa bao nhiêu vạn dặm nữa Nhân vật thế này Làm tỷ nữ của hắn cũng sẽ không thèm nguyện ý đâu Lại còn muốn mình hạ thấp làm hạ nhân sao Đúng là nằm mơ đã như vậy, liền không có biện pháp giao dịch nữa. Hy vọng các người lại có thể tự tìm được địa phương. Thấy cái tên này không những không thèm đáp ứng mà còn nói mình làm tí nữ của hắn, hắn lại cũng không thèm. Hồ Yêu Yêu lại tức giận đến mức độ khuôn mặt đỏ lên, hất bàn tay ngọc. Nàng chính là một thiên tri kiều nữ, thiên phú thì cao, người thì xinh đẹp, được vô số danh sự vầy đỡ, luôn luôn tự ngạo. Vốn lại còn cho rằng thu đối phương làm hạ nhân đã là cực kỳ nể tình rồi. Không nghĩ tới, cái tên này lại còn luôn luôn, không biết tốt xấu như vậy. Quả thực đúng là không biết điều Nói xong thân thể mềm mại lại xoay một cái Bàn chân đạp rất mạnh Thẳng tắp mà bay vút đi Tu vi của nàng đã tới hóa phàm cửu trọng tầm phong cảnh Lực lượng giống như là giải lụa lan tràn ra Thân ảnh giống như điện Thời gian nháy mắt liền đã biến mất trước mặt mọi người Yêu nghiệt hội là một sự tồn tại tương đối lớn bên trong các học hội danh sư học viện. Là hội trưởng, học phần, linh thạch, căn bản đúng là không thiếu. Sử dĩ để cho trương huyền gia nhập các nàng hoặc là làm hạ nhân của nàng là bởi vì cái tên này để lão sinh bọn hắn mất hết mặt mũi nếu như mà có thể thành công vậy khẳng định là danh tiếng vang xa để cho vô số người hâm mộ thế mà cái tên này không biết điều đường đường là yêu nghiệt hội trưởng cường giả hóa phàm cửu trọng học viên năm thứ năm của học viện lại còn bị trực tiếp cự tuyệt thấy nữ nhân kia rời đi lạc thất thất lại nhìn qua hắn nàng ấy là yêu nghiệt hội hội trưởng lần này nghe nói vì sửa sang lại tư liệu danh sư hao tốn đánh đổi rất lớn Kết quả không thu hoạch được một xu nào Vậy khẳng định lại có thành kiến với ngươi Mới vừa rồi là có ý định muốn nhục nhá lão sư đó Mong lão sư không cần để ở trong lòng Ừ Không có việc gì đâu Trường huyền lắc đầu lại cười cười Người này đủ phách lối Như thế này đi Giao cho ta xử lý Ta sẽ nghĩ biện pháp để cho nàng ta ngoan ngoãn nói ra vị trí chỗ ở cũ của ngô dương tử Giao cho ngươi xử lý Lạc thất thất lại cao mày Hồ yêu yêu lại cực kỳ kiêu ngạo hơn nữa đa mưu túc trí Muốn nàng ta nói ra Sợ rằng rất là khó đó Hồ yêu yêu này Tính cách cực kỳ kiêu ngạo Hơn nữa là người cũng rất là yêu tính Không ít người đi tìm nàng ấy phiền phức Đều đã bị thiệt thòi lớn Lão sư lại muốn nàng ngoan ngoãn nói ra vị trí chỗ ở cũ của ngô dương tử sao Chỉ sợ cực kỳ khó Không có việc gì đâu Người cứ về khu tinh anh chờ đi Ta đi một hồi sẽ trở lại ngay Trường huyền lại cười nhạt một tiếng, bàn giao một câu, thân thể của hắn nhảy lên, vận chuyển minh lý trì nhãn, theo sát dấu vết của hồ yêu yêu để lại, rồi đuổi theo. Dù sao, yêu nghiệt hội đã ghi hận hắn, lại thế nào thì làm, quan hệ cũng lại không tốt được, không bằng hãy nghĩ những biện pháp khác, có lẽ sẽ có kết quả không giống. Lão sư Thấy trường huyền xoay người rời đi, lạc thất thất lệ sừng sốt, vội vã hồ lên. Yêu yêu học trưởng là người kinh hồng viện, các nàng ấy am hiểu công kích linh hồn, người phải cẩn thận đó. Thành âm hô to Chỉ thấy Trương Huyền đã đi xa Đoán trừng căn bản không thể nào nghe thấy Hết chương Trường, trường 1389-1390 Giá cả nhất nguyên trọng thủy Trường huyền đã quả thực không nghe thấy lạc thất thất la lên Thì trên ra hồng trần đạp thiên bộ Gián sát mặt đất Lặng yên không tiếng động bay về phía trước Ba lần thiên nhận danh sư, mình lý chỉ nhãn của hắn tấn cấp, sau khi đối phương đi qua lưu lại dấu vết mặc dù rất yếu, nhưng mà rơi vào trong hốc mắt, vẫn có thể nhìn rõ ràng y như cũ. Ừ? Đây là đi đâu? Theo sát dấu vết một hồi, đột nhiên hắn lại thẳng hướng một dốc núi. Trường huyền lộ ra vẻ nghi ngờ. Mặc dù chưa từng thấy cái dốc núi này, nhưng mà phía trên không có chỗ ở. Lúc này trời đã tối thôi, núi nhân kia lại chạy lên trên núi để làm gì? Mượn nhờ màn đêm, tiếp tục tiến tới, trên sườn núi mọc đủ những loại bụi cây bé nhỏ, trên cao nhất là một lương đỉnh bát giác. Loại lương đỉnh đó ở trong học viện có rất nhiều, một là cho học sinh hóng mát, thứ hai là có thể tùy ý dừng lại, giao lưu kinh nghiệm tu luyện. Tu luyện đốn ngộ, lý giải thông hiệu đạo lý có đôi khi là một chuyện trong nháy mắt, qua lại chơi đùa có khả năng lại bỏ qua cái loại cảm giác đó. Dán chặt lấy lùm cây, Trường Huy lại bay về phía lương đỉnh vẫn còn chưa tới gần, quả nhiên đã thấy một thân ảnh xinh đẹp đứng bên trong, tứ phía tinh quang chiếu rọi, lờ mờ giống như là một bức họa xinh đẹp. Không thể nào không nói, dáng người của hồ yêu yêu quả thực rất là tốt, từ xa nhìn lại giống như là một u linh, khiến cho người ta nhìn lên một cái liền khó có thể tự kiềm chế. Trong đầu Trương Huyền lại có Thiên Đạo thư viện, từ trong lạc nhược hy để cho hắn hơi thất thố, liền liên tục hôn mê tới hai lần. Nữ hài khác, mặc dù là không có quá nhiều cảm giác, nhưng mà vẫn vì dáng người trước mắt mà tán thưởng không ngớt. Được rồi, ra đi. Đứng ở trong tiểu đình, dáng người xinh đẹp, hóa thành một độ cong câu người, hồ yêu yêu lại đột nhiên mở miệng. ố chẳng lẽ ta bị phát hiện sao? Trường huyền chấn động, ngay sau đó lắc đầu. Hắn thi chuyển ra hồng trần đạp thiên bộ, người ở trên không trung không có lưu lại bất cứ dấu vết gì lại còn nói cũng không phải là theo sát phía sau mà là mượn nhờ minh lý chỉ nhãn điều tra dấu vết cái loại theo dõi đó đừng có mà nói nàng là một hóa phàm cửu trọng khó có thể phát hiện ra coi như là cường giả thánh cảnh muốn phát giác cũng lại không có khả năng đó <laughs> yêu yêu thực sự là linh mẫn ta vừa mới tới thôi liền đã bị người phát hiện ra rồi đang kỳ quái tại sao đối phương lại nói ra như vậy liền nghe thấy một tiếng cười rộ vang ngay sau đó bên trên dốc núi thành âm bàn chân đạp gió vang lên có một bóng người cao lớn rơi vào bên trong đỉnh. Đó là một thanh niên khoảng chừng 30 tuổi, tu vi dâng trào như sông, vậy mà tương đương với hồ yêu yêu, cũng là hóa phàm cửu trọng. Tu vi đã tới cái loại cảnh giới đó, tuổi tác từ bề ngoài đã là nhìn không ra. Dùng mạo là chừng 30 tuổi, trừ sự đã sống ít nhất là năm 60 năm. Nhưng mà đối với hóa phàm cảnh hơn 200 năm tuổi thọ, từng đó tuổi vẫn tính là rất trẻ. Ngươi người cũng như tên, tu luyện chân dương công pháp, vẫn còn chưa tới gần, liền tựa như là mặt trời, liệt hòa chói trang, muốn không bị người ta phát hiện cũng khó đó. Hồ Yêu Yêu vẫn còn chưa lên tiếng, có một thanh âm nhạt nhạt vang lên, lại là một bóng người nữa đi tới gần. Đây là một nữ tử, tuổi tác tương đương với Hồ Yêu Yêu, dùng mạo so với yêu nghiệt này, vậy mà cũng không hề yếu hơn, nhưng mà khí chất so với đối phương lại giống như hai loại cực đoan yêu yêu giống như yêu nghiệt nhất cử nhất động rung động lòng người để cho người ta có một loại cảm giác bắt đến bên trong ngực trà đạp mà vị này toàn thân lại thanh lãnh giống như là một khối băng để cho người ta chỉ dám nhìn từ xa không dám tới gần người cũng như tên vậy chẳng lẽ hắn là tiết chân dương nhìn thấy liên tục tới hai người trương huy lại không dám nhúc nhích giấu ở bên trong bụi cỏ đồng thời trong lòng nghi hoặc Trước đó, hắn đã từng nghe qua cái gì mà Trần Dương hội, hội trưởng chính là học viên năm thứ năm Tiết Trần Dương. Hiện tại, hắn lại nghe nói như vậy, lập tức liên hệ tới cùng một chỗ. Đúng rồi, cái tên này quả thực sẽ không chạy lấp. Nếu như mà giống như ta, yêu yêu sẽ không có phát hiện ra đâu. Đang phỏng đoán, lại thêm một thân ảnh nữa xuất hiện. Tên này lại giống như quỷ mị, nếu như không lên tiếng, ngay cả Trương Huyền cũng lại không có chú ý. Căn bản nghĩ không ra từ nơi nào mà xuất hiện. Long Thương Nguyệt, Người tu luyện hàn nguyệt công pháp Mượn nhờ bóng đêm mà đi Bản thân người nam không ra nam, nữ không ra nữ Ta lại cũng không giống như ngươi được Tiết Trần Dương lại khẽ nói Người mới là nam không ra nam, nữ không ra nữ Có tên ta giáo huấn người một trận hay không Thanh niên gọi là Long Thương Nguyệt kia lập tức giận dữ Đến rồi sao Người cho là ta sợ ngươi. Rất lâu rồi không có hoạt động gần cốt Đánh nhau một trận với người đúng là không sao Chân khí bên trong cơ thể Tiết Chân Dương nhúc nhích, phụ trợ cho cả người giống như là liệt diễm, bất cứ lúc nào cũng sẽ công kích. <laughs> Bại tướng dưới tay mà cũng dám nói ta nói khoác không có biết ngượng sao? Người đã muốn đánh rồi, ta thành toàn cho ngươi. Long Thư Nguyệt lại cười lạnh. Ngay lập tức, hai người này dương cùng bạt kiếm. Được rồi đó, vừa thấy mặt liền đã om sòm. Vậy chẳng lẽ không biết ngày hôm nay có việc gì đó muốn nói hay sao? Hồ Yêu Yêu lại hừ một tiếng. Nghe được nàng nói, hai người bất cứ lúc nào cũng sẽ chiến đấu khí thế nơi lỏng, lại đồng thời cười dài. À, mà cũng phải rồi, chúng ta có thể âm thầm giao đấu. Nhưng mà hôm nay vẫn còn có chính sự cần phải nói nữa, không thể nào chậm chế sự tình được. Được, nếu như mọi người đã tới đồng đủ rồi, vậy thì đồng hân, người vừa trở về, nói tin tức lấy ra được một chút đi. Thấy hai người này đang ngừng tranh đấu, mọi người lại nhìn về phía nữ tử cách đó không xa. Ừ, Ta đi chỗ kia một chuyến, lặng lẽ quan sát hai ngày. Trần Dương đúng là nói không sai, đồ vật đó khẳng định tồn tại. Nhưng mà mức độ quá nguy hiểm rồi, cũng lại lớn hơn so với tưởng tượng. Nhưng mà với bốn người chúng ta, thực sự rất khó có thể thành công. Đồng Hân lại trần trừ một lúc. Ừ, quả thực là khó. Không nói hoàn cảnh phức tạp, liền nói hai cái tên đại gia họa kia. Chúng ta không cách nào có thể mạnh mẽ chống đỡ được. Nói tới sự tình này, Tiết Trần Dương lại không còn táo bạo như trước đó, mà lại nhíu mày, Đúng rồi đó, nhất định là phải bàn bạc cho kỹ vào. Nếu như không, ta lại sợ đồ vật không được. Làm không cẩn thận, lại còn góp cái mạng của các người vào đó. Long thư Nguyệt lại nói. Bàn bạc kỹ hơn sao? Làm sao mà bàn bạc đây? Nếu như mà ta đoán không nhầm, thứ đó trong tháng này khẳng định sẽ thành thục. Một khi mà nó chín mọng rồi, hai cái tiền đại gia hỏa đó tất nhiên là sẽ thôn phệ, dùng để phạt kinh tẩy tủy. Tới lúc đó, đột phá chính là bọn chúng. Chúng ta không có biện pháp gì. Tiết Trần Dương lại hất ống tay áo, khẽ nói. Trần Dương nói không sai. Thứ này, một khi mà thành thục, chúng ta xác thực không còn cơ hội nào nữa. Nhất định phải đuổi tới trước khi nó thành thục. Trà trộn vào bên trong, sau đó thời điểm thành thục một lần nữa hành động mà lấy. Nếu như không, mất đi cơ duyên lần này, muốn dùng kích bán thánh, không có vài chục năm nữa khổ công, khó có thể làm được. Hồ Yêu Yêu nhẹ nhàng gật đầu, mày lại nhíu lại. Ừ, đạo lý trong đó chúng ta đều hiểu mà. Hiện tại, là làm sao mới có thể công phá phòng ngự, giải quyết hai tên đại gia hỏa kia? Tiết Trần dừng lắc đầu, nhịn không được nhìn về phía nữ hài cách đó không xa. Đồng Hân, ngươi là thiên tài nổi danh nhất của Thuần Thú Học Viện, vậy làm sao có thể đối phó với hai tên này? Không phải là người nói người có biện pháp mà. Hai tên đại gia hỏa đó có thượng cổ dị thú huyết mạch, vật phẩm bình thường cực kỳ khó có thể đả động tới. Trước khi đi ra, ta không phải đã bàn giao với các ngươi rồi sao? Để cho các ngươi mua sắm nhất nguyên trọng thủy. Thứ này đối với thường cổ huyết thống lại có tác dụng tịnh hóa. Dùng cái này là mồi nhở đây. Lại có lẽ có thể để cho chừng, chúng rơi vào bên trong bẫy dập. Một khi đã bị nhốt rồi, chúng ta sẽ có cơ hội thôi. Động hân lại nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Mà phải rồi, mua được thứ này chưa? Mua? Làm sao mà mua được? Nhất nguyên trọng thủy, một bình liền muốn 10 vạn linh thạch trung phẩm rồi. Tài sản của chúng ta, người cũng không phải là không biết. Đi nơi nào mà tìm nhiều tiền như vậy? Tiết Trần Dương lại cười khổ, coi như bọn họ có là học viên năm thứ năm, 10 vạn linh thạch trung phẩm cũng là tài sản khổng lồ rồi. Nhất nguyên trọng thủy Trương huyền giống một bên, trong lòng hơi động. Ngũ diệu kim thần tổng cộng ngũ trọng sau khi dung hợp rất nhiều pháp quyết luyện thể, đệ nhất trọng không cần phải mượn bảo vật, tứ trọng lại còn rất cần. Đệ nhị trọng, địa tâm hồng nham mà muốn tu luyện đệ tam trọng cần nhất là nhất nguyên trọng thủy phụ trợ. Thứ này chỉ là nghe qua tên, cụ thể là cái dạng gì, ở nơi nào, lại chưa từng nghe nói qua. Không nghĩ tới, từ trong miệng của mấy người này đã nhận ra được tin tức. Bọn họ lại cũng đang muốn mua sắm thứ này. Mười vạn linh thạch trung phẩm sao? Chính là mười viên thượng phẩm rồi. Đắt quá. Trường huyền hưng phấn nhưng mà đồng thời cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Lấy hắn đầy hiểu rõ ngũ diệu kim thân đệ tam trọng, muốn luyện chế thành, không sai biệt lắm, cần phải mười bình nhất nguyên trọng thủy. Trên người hắn bây giờ chỉ có đúng 10 viên linh thạch thượng phẩm mà thôi Mua sắm được một bình Muốn tu luyện thêm lại còn kém rất nhiều Trước mấy ngày Không phải là tân sinh đưa tin sao Không phải là có thể kiếm ra một món lợi? Ngày được tiết chân giường khóc than Đồng hân lệnh nhịn không được nói Tân sinh vào trong trường học Các đại học hội đều có thể kiếm ra một món hời Năm nay càng là 10 năm một lần chu kỳ tuyển nhận Nghe nói có 3 vạn tân sinh Nhiều người đến như vậy Coi như là mỗi người kiếm lấy 3 viên 10 vạn cũng đã sắp đủ rồi còn <laughs> lợi nhuận một khoản Không có phá sản là tốt lắm rồi đó Sự tình hai ngày nay Vậy chẳng lẽ người lại không biết gì Nghe nói như vậy Tiết Trần Dương vẫn còn chưa mở miệng Lòng thương nguyện đã lắc đầu Biết cái gì chứ Ta vừa mới về liền truyền tin cho các người tập hợp ngay Vẫn còn chưa kịp về nơi ở nữa Vậy chuyện gì Chẳng lẽ học viện can thiệp sao Đồng hân lệ kỳ quá nhìn qua Đi qua chỗ ngây người hai ngày tiến về một lần nữa không sai biệt lắm lại là tiêu hao thêm vài ngày tối hôm nay mới về học viện phát sinh ra chuyện gì đúng là không rõ mỗi một lần khai giảng lão sinh dọa dẫm tần sinh đó là một loại sáo lộ học viện cơ bản là mặc kệ mà vừa mới tới vì ma luyện ngạo khí của tân sinh để cho bọn hắn biết nhân ngoại hiếu nhân sơn ngoại hữu sơn thứ hai cũng có thể để cho rất nhiều danh sư hợp tác tốt hơn về sau dễ dàng liên hợp cùng với một chỗ đối kháng với dị linh tộc học viện lại mặc kệ, tân sinh lại dễ lừa, hẳn là có thể lợi nhuận hơn không ít. Cái này cũng là thành một loại sản nghiệp rồi, làm sao có thể nghe khẩu khí lại còn muốn bồi thường tiền thêm. <laughs> nói người đừng có mà không tin đó. Trong tân sinh ra một tên quái thai, hoàn toàn đảo loạn buôn bán. Năm nay nhập môn khảo hạch là do thuần thú học viện các người tổ chức. Chuyện này có lẽ người đã sớm biết rồi. Long Thương Nguyệt nói. Ừ. Đồng Hân lại nhẹ nhàng gật đầu chính là mi viện trưởng tự mình xuất thủ, sớm đã chuẩn bị hơn mấy tháng. Nàng là thiên tài siêu cấp của thuần thú học viện, cùng với lão sư quan hệ đúng là không tệ, chuyện khảo hạch, tin tức vẫn còn chưa có chuyển ra thì nàng đã biết rồi. Mi viện trưởng bắt linh thú gây hại khắp nơi, nàng đây thậm chí lại còn tham dự vào, đã tự tay bắt đến 7, 8 con. Lần này khảo hạch quy củ lại rất đơn giản, đánh giết một linh thú hóa phàm tứ trọng đỉnh phong coi như là một điểm thôi, Người biết có tên quái thai trong tân sinh đó Hắn được bao nhiêu điểm hay không Long thương nguyệt lại nói Tân sinh nhập môn khảo hạch đã qua tới vài ngày rồi Làm thương nguyệt hội hội trưởng Hỏi tham gia tình huống khảo hạch cụ thể Cũng lại không tính là việc khó Hết chương Hết tập 186 Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo Để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên Đạo Đồ Thư Quán.